Vâng ạ, phải nói là một chiếc xe rất là nhiều lộc bà con các bác nhé. Bác chủ xe mua cái mẫu xe này tầm khoảng hơn nửa tháng rồi mà bác đã bán đi để bác mua xe mới rồi. Đấy, một chiếc xe biển số quá là lộc luôn, xe quá là lộc lá bà con các bác nhé. Spark 209 đấy, với giá chỉ có 69 triệu thôi. Và em cũng ra lộc cho bà con của bác, con này ra lộc một chút thôi bà con các bác nhé. Ra lộc một chút thôi, Spark 209, 69 triệu đồng. Máy gầm chất, sơn xi đẹp, la răng, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, 69 triệu đồng, lộc lá cho bà con của bác một chút. Đấy, bà con nào nhanh tay nhá, nhanh chậm tay là mất nhá bà con nhá. Biển số VIP 30A33933. Đó, em bán biển, em lấy bán biển thôi chứ không có bán xe đâu ạ. Đấy, tập đi tập lái trên nắng che mưa rất là ok luôn, máy gầm chất. Nếu bà con cô bác khu vực quanh quanh khu vực miền Bắc thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển nhé. Còn khu vực xa xa tầm khoảng 200 cây, hơn 200 cây thì vui lòng hỗ trợ chi phí vận chuyển nhé. Đấy, tầm khoảng 100 cây đổ lại thì bên em sẽ bao vận chuyển cho. Đấy, giá tiền chỉ có 69 triệu đồng thôi, Spark 209 rất là đẹp. Đấy, trần da 3D, màn hình cam lùi đầy đủ bà con các bác nhé. Máy gầm chất nhé. Đấy, xe đẹp luôn, sơn xi sạch đẹp. Đấy, có màn hình, có cam lùi đầy đủ này. Đó, đèn trần này, điều hòa mát liệm tim bà con các bác nhé. Điều hòa mát lạnh nhé. La răng đúc này, đăng kiểm mới tinh nhé bà con nhé. Đăng kiểm đến tháng 5 2023. Đấy, xe mới đăng kiểm xong. Đèn đóm sáng. Đó, đây em sẽ nổ máy lên cho bà con các bác xem luôn cái phần máy móc của nó này. Con này thì hôm trước thì em cũng đã quay chi tiết, khá là chi tiết cho bà con xem rồi. Đấy, mà cái con xe này thì bác chủ xe về cũng ra gara coi như là mông má cho nó một chút. Đấy, cho nên máy móc của nó ngon hơn rất là nhiều. Đấy, máy nổ êm ru luôn. Bảo dưỡng bảo trì rồi. Đây bà con các bác này. Đấy, máy nổ êm không rung lắc gì nhá. Động cơ 0.8 nhá. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. 69 triệu đồng Spark 209. Đấy. Rất là chất luôn. Bà con nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Thiên Đường Ô Tô Cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé.